xin chào tất cả mọi người chào mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đây gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a cầm, com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình 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 cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất là trên đó đó mọi người hay là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện với cái thuận tiện luôn còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới với cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chung cái kênh của mình Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người mới như vậy mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới ha Tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và mình lại làm cái chương trình từ thiện là mua 200 thùng mì để mà trao tặng cho những người vô gia cư ha mọi người ha Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 575 ngày hôm qua thì ở tập 575 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người thích nhất đó chính là bạn tên là T, một chữ T thôi. Và các bạn ngày hôm qua mà comment uh, sớm nhất luôn cũng là một chữ mà bạn đó tên là bạn Blin, à bạn Berlin gì đó. Thì uh, cảm ơn bạn Berlin rất là nhiều và cảm ơn bạn T rất, rất là nhiều luôn ha. Rồi không mất nhiều thời gian ha. Bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do một uh, một mình phải gọi bằng chị đi ha tại vì chị này cũng tương đối lớn tuổi rồi và chị này chị tên là Pha Lê Trần chị đã gửi về cái Zalo cho mình thì mình đặt mình kêu chị này chị Pha Lê đi ha chị Lê đi ha thì uh, chị Lê chị kể á cái câu chuyện này á là xảy ra có thật một phần trăm trong gia đình chị nói đúng hơn chị là cái người mà chị và gia đình chị là cái người lãnh cái hậu quả của những cái đời ông ông cố ông tổ ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước đời chỉ là đời cháu chắc thôi chứ nếu nguồn gốc câu chuyện là nó xảy ra cách đây rất là lâu rồi khoảng cỡ năm sáu chục năm trở về trước rồi chỉ vì chỉ vì à, giết một mạng người thôi mà phải gọi là cả một cái dòng họ ở mình cái đang nói đây đó là cái dòng họ là dòng họ trương nha mọi người nha ở cả một cái dòng họ trương của cái khu vực riêng về gia đình của chị đó là phải chịu quả báo cho tới tận ngày hôm nay luôn đó mọi người à thì cái câu chuyện này á nó xảy ra ở cái địa điểm là huyện thanh bình tỉnh đồng tháp và chi tiết hơn đó là ở xã tân quế nha mọi người ha rồi thì để bắt đầu cái câu chuyện này thì phải phải kể là cách đây khoảng cỡ 70 năm trở về trước. Lúc đó là vào năm 1950 94 mấy 950 đó mọi người. À, bà cố ở nhà thì có sinh ra được à, vài anh chị em trong đó là quan trọng nhất là có bà tư nè và ông năm nè à, còn bà còn à, bà ngoại đó còn bà ngoại của 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 cái chị gãy chuyện đó là thứ ba à, là bà ba ha mọi người ha thì à, bà tư với ông năm đó lúc này thì có nghe lời người ta và có đi buôn lậu mọi người à, đi lên trên Sài Gòn ngày xưa ha mọi người ha lên trên Sài Gòn rồi buôn lậu rồi đem về ở dưới miền Tây để mà tiêu thụ để mà bán thì à, mọi người biết mà cái gì mà thuộc dạng buôn lậu thì thường đó là giàu rất là nhanh và nguy hiểm rất là nhiều đúng không thì à, sau khi mà đi được vài năm nói chung là cũng có danh tiếng ở trong nghề rồi cũng có kinh nghiệm đầy đủ rồi thì vô tình lúc đó đó là ông năm này đó, là ổng có ông năm này ổng chưa có vợ nha đó, thì ổng có quen biết với một cái bà kia nghe nói đâu là bà ở vùng miền nào bảo về đó thật sự là cái danh tính của cái bà này nha cho tới tận bây giờ ở nhà cũng không ai biết luôn tại vì bả giấu hết tất cả những cái gì mà chứng minh bản thân của bả ví dụ như giấy chứng minh thư rồi cái này cái nọ là không hề có nói chung là một người phụ nữ rất là bí ẩn à mới thấy ông năm mà cũng hiền hậu chất phát chỉ có hơi nóng tắm chút xíu thôi đó rồi cũng dân miền tây mà mọi người đó thì rồi cũng hùng hạp với nhau để mà đi làm ăn làm lớn hơn à làm lớn hơn nữa thì à cũng được một vài năm nói chung là cũng cũng khá giả rồi đó cũng cũng có tiền rồi đó thì lúc này thì bạn bè với nhau mà hai người cũng có nảy sinh một chút xíu tình cảm nữa thì ông Năm này mới rủ cái người phụ nữ đó thì à, mình à, mình đặt tên rồi mình đặt lại một cái tên đi thì đó là chị Lan đi ha mọi người ha. Thì ông Năm mới rủ cái chị Lan này xuống dưới quê của mình để mà chơi à cho biết này biết nọ đồ thì chị Lan khi cũng chấp nhận xuống đây. Rồi khi mà xuống đây như vậy rồi thì đương nhiên mà khách quý tới nhà rồi chén chú chén anh rồi quýnh bài rồi cười giỡn rất là nhiều. À, thì trong lúc mà chén chú chén anh như vậy đó thì mới xảy ra một cái mâu thuẫn. Trời ơi rượu vào thì lời ra mà. Thì cái bà Lan này một cái người phụ nữ mà đi buôn lậu thì mọi người biết rồi tánh y như đàn ông chứ không phải là nhu mì này nọ là không có đâu. À, tánh người ta dữ dằn lắm. Thì bà này bà có hơi lỡ lời là bà nói ừ là nhờ bà đó thì ông Năm mới có ngày hôm nay chứ nếu mà không có bả mà đưa đường dẫn lối cho ổng thì ổng chỉ là một cái một cái thằng buôn lậu quèn thôi một cái thằng buôn lậu kiếm cơm qua ngày chứ dễ gì mà buôn lậu mà có danh tiếng như bây giờ được là phải một tay bả nâng đỡ ông năm lên à thì ông năm á ổng hiền hậu thiệt nhưng mà ổng nóng tánh quá đi ổng nghe như vậy rồi bắt đầu là mới xảy ra xô xát thì á ông năm nó thẳng luôn là ông năm ổng giết cái bà lan này nhưng mà ổng giết bằng cách nào á thì tới bây giờ cũng không có ai biết Theo như cái lời kể của bà cố đó Tối hôm đó thì do khách quý tới nhà Mà bà Lan tới nhà thì bắt đầu cũng nấu nướng nói Cho ăn uống Khoảng cỡ 11, 11, 11 giờ mấy, 12 giờ Thì bắt đầu chuyển quýnh bài Thì bà cố bà đã đi vô buồn bà ngủ rồi thì người lớn tuổi mà mọi người lúc đó thì bà cố cũng khoảng cỡ bốn mấy tuổi rồi à, thì cũng à, dậy sớm quá thành ra không biết làm gì mới lơm cơm ngồi dậy thì bắt đầu lấy cái chổi quét nhà kiểu kiểu như vậy thì quét nhà thì thường là phải khum xuống những cái giạc giường này nọ để múc rác này nọ đồ ra thì khi mà khum xuống cái cây chổi mới vô tình mới đụng vô một cái một cái bao tải Lúc này thì bà cố nghĩ là à chắc đây là cái bao hàng buôn lậu của con mình nó hùng hạp với lại người ta nè. Đâu mình lấy ra mình coi thử coi là con mình hả nó buôn cái gì. Biết đâu ví dụ như là có cái gì, cái cái, cái nồi nấu nước. Ngày xưa mọi người cái nồi nấu nước hay là cái bình thủy chẳng hạn như vậy đó, kiểu kiểu như vậy đó thì mình xin. À mình xin nó một cái, vậy? không lẽ con mình nó không cho. Trời ơi, nhưng khi mà lôi ra mở cái miệng bao ra, tao nói ra sốc lên một cái mùi nó tanh nó tanh rình cái mùi máu và dòm vô đó là thấy nguyên một cái xác của cái bà lan lúc này đó nha lưỡi thì còn lè ra không biết là là ông năm ông giết bằng cách nào tới bây giờ ông năm ông đã mất rồi đó nha. hiện tại bây giờ thì ông năm đã mất lâu rồi đó ông chưa hề kể cho gia đình nghe là ông giết bà lan bằng cách nào luôn một cái sự rất là bí ẩn mà chỉ biết á, là cổ á, thì thâm tím lại chắc là bóp cổ hay sao đó rồi lưỡi á, thì lè dài ra À, lưỡi lưỡi thì lè dài ra mắt thì trợn lên và còn mặc ở trên người một cái áo bà ba màu cánh hương màu hồng đó à, ngày xưa gọi là màu cánh hương màu hồng 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 như vậy đó rồi bà cố la làng la sớm lên à, thì ông năm khi mà nghe má mình la như vậy bắt à, đầu là mới chạy vô này nọ rồi mới quỳ xuống xin lỗi nó má ơi má tha cho con má la kiểu này một hồi nữa hả công an hay cảnh sát gì tới là hả? nó bắt con này nọ đồ là nói con cho con dựa cột tử hình con luôn thì đương nhiên bắt đầu là thương con quá đi thì cũng im lặng nhưng mà ông năm ông nói thôi má ơi con hối hận lắm rồi thôi để con con rinh cái bao này ra ngoài chỗ công an đó để mà con đầu thú với người ta à thì nghe thấy con trai mình cũng biết hối hận rồi thành ra là bà cố cũng không nói gì nhưng thật ra ông năm vác cái bao tải đó, đó đi xuống dưới xuồng và chèo ra ngoài khúc sông nào đó ở gần ở dưới đồng tháp đó mọi người mới bắt đầu là mới bỏ những cái cọng dây xích nè bắt đầu là mới chèn đá này nọ đồ vô mới quăng cái bao tải này xuống sông cho nó chìm xuống dưới sông vĩnh viễn luôn và ông năm bỏ xứ đi luôn ngay lúc đó luôn không quay về thêm một lần nào nữa à ở đây thì bắt đầu bà cố thì cũng cứ tưởng đâu là ông năm sẽ đi đầu thú rồi bắt đầu bị người ta bắt luôn mà sao đợi hoài không thấy người ta gửi giấy gì về hết trơn á mà cũng thương con mình thôi đó là chuyện con mình làm bà cố giống như kiểu là nhắm mắt cho qua luôn coi như là mình không biết chuyện gì xảy ra rồi thấm thoát là 20 năm trôi qua Lúc này là vào năm 1970, 70 mấy Thì thời điểm này nè Ông ông Năm đó, ông bỏ xứ ông đi một thời gian như vậy đó Khoảng cỡ mười mấy, hai chục năm nha Ông mới quay về À, ông mới quay về đây để mà ông, 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 ông về, ông xin lỗi bà cố Rồi ông mới kể, ừ là con con chìm dưới sông như vậy Rồi con bỏ xứ con đi kiểu kiểu như vậy Nhưng mà do là hai chục năm trôi qua Lúc này bà cố đã sáu mươi mấy tuổi Ông Năm đã bốn mươi mấy tuổi rồi thành ra thôi coi như mọi chuyện cũng bỏ qua luôn à lúc đó là lúc đó là pháp luật không can thiệp được tại vì á không phải là không can thiệp được mà không can thiệp thôi do là dìm dưới sông như vậy rồi cái tung tích của bà đó chẳng có ai mà kêu ừ là có người phụ nữ mất tích tại vì bà là cái người bí ẩn mà bản thân bà bà còn không chứng minh được bà là cái người có phải là người việt nam hay không hay là người campuchia hay là người trung quốc thì nó không ai biết bà là ai cả à nhưng rồi lúc này nè bà mới hiện về và bà mới báo quán Giống như là bà đợi cho ông Năm sau 20 năm quay về quê hương Bắt đầu ông mới quậy phá cả một cái dòng họ chứ không phải là gia đình nữa mọi người Thì khi mà mới về đoàn tụ như vậy đó là Bà cố có kể lại cho ông Năm nghe Bà cố nói đó, trong suốt mười mấy năm, hai mươi năm mà mày đi như vậy đó Tao không biết á, là cái con Lan nó có hiện hồn về để mà nó kiếm mày hay không Mà trong suốt mười mấy năm nay á, năm Tao tao với ba mày ngủ ở nhà đó Thì lâu lâu á, lại nghe cái tiếng bước chân đi vòng vòng trước sân nhà Rồi tao còn nghe cái tiếng mà xiền xích này nọ đồ Rồi kéo nghe lẻn kẻn lẻn kẻn Rồi lâu lâu rồi còn chọi đá vô nhà vậy đó Cứ vài tháng là bị một lần Vài tháng là bị một lần Tao cũng sợ quá đi À có nghĩa là bà cố kể lại trong quá trình như vậy là bị những hiện tượng nhỏ như vậy thôi Ông Năm á, thì ông không có tin, ông nói thôi Má ơi, chết là hết rồi má ơi Với lại hả con làm cái chuyện đó cũng không có ai biết đâu Với lại cũng mấy chục năm trôi qua Nếu mà thật sự là có chuyện ma cỏ này nọ đồ Thì bà Lan bà cũng đi đầu thai luôn rồi Chứ hơi đâu mà hiện về suốt mấy chục năm ai đâu mà rảnh Đợi mấy chục năm trời để về mà hù ma dạo dọ quỷ chứ không có đâu má À, rồi thì lúc đó ông Năm ông sống ở đây nha Nhưng cái người đầu tiên mà bị bà này bá hù không phải là ông Năm và bà Cố Mà là một cái người không có hề liên quan luôn Chỉ có một cái là họ Trương thôi Người trong dòng họ thôi Đó chính là bà Tám Bà Tám ở kế bên nhà của bà Cố luôn Nói chung là trong dòng họ như vậy đó mọi người Cái lần hôm đó khoảng cỡ 4-5 giờ chiều Thời điểm này là ông Năm cũng về ông ở rồi nha thì khoảng cỡ 4-5 giờ chiều mà trời thì kiểu như là trời tháng 10 chưa cười đã tối đó mọi người Thành ra là tháng 10 mà vô khoảng cỡ uh, 4-5 giờ chiều là trời nó mau tối lắm Bà nằm bà mới nằm giỏng, à nằm giỏng trước nhà đung đưa đung đưa như vậy nè thì bà đang đung đưa đung đưa như vậy bà thấy có một người đi te rẹt vậy đó đi thiệt là lẹ mà cái chân đi lẹ 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 đi thẳng như trong nhà như vậy nè cái người phụ nữ đó, đó mặc cái áo bà ba màu hường quấn trên cổ một cái khăn rằn à khăn rằn đặc trưng miền tây ha mọi người ha và mặc cái cái quần mà cái quần vải mà vải lãnh mỹ a đó à những bạn trẻ chắc nghĩ không biết là lãnh mỹ a đâu ha những cô chú lớn tuổi biết là vải lãnh mỹ a ngày xưa là những người thường thường là phải cũng có tiền lắm mới mới mới, mới mặc được cái quần đó cái vải mà màu đen đen mà nó bóng bóng đó à vải lãnh mỹ a đó mới đi te rẹt đi vô nhà rồi bả vô nhà xong cái bả ngó 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 bả kiếm kiếm gì nè xong cái bả đi ra xong cái bà mà cái cái nết bà tám mà đâu phải là hiền bà tám nó trời trời đi, đi vô duyên vô dụng đi vô nhà người ta rồi kiếm ai bộ làm như tôi nhà quan chết chủ hay gì vậy vậy tôi đang nằm trên võng đây không hỏi tôi tiếng nào đi te rẹt vô nhà tôi vậy thì bà mới tính mà đứng lên nói chị ơi trời 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 tôi nè tôi chủ nhà tôi chưa chết bà làm gì bà song sông vô nhà tôi tỉnh bơ vậy bà nói vừa mới lên tiếng thôi nha thì lúc này từ cái võng cho tới cái ngạch cửa nhà nó cách cũng phải là cỡ 10 mét cái sân trước mà ở dưới quê sân nó rộng lắm 10 mét như vậy nhưng mà vừa mới dứt câu một cái thôi nha là cái bà lan đó đó là bà lan mà bà lướt một cái dèo tích tắc không tới một giây nữa từ ngoài cửa bà lướt một cái dèo tới bà chụp một cái ạch vô trong cổ như vậy nè là coi như là bà tám này bà hết nói được cái gì luôn lúc này tới phiên bà lan bà nói trời ơi bà tám kia bà kể lại hai cái mặt bà lan không còn cái chỗ nào mà không hung dữ nữa mắt thì trợn lên nha môi thì giựt 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 lên như vậy nè ha và con cái mặt á thì nó xám xịt Rồi à, mọi người và nhìn rất là ghê tóc tai thì bù xù như vậy nè bắt đầu á mới nói với bà tám á, anh mày giết tao tao giết cả họ nhà mày đó là cứ lặp đi lặp lại câu nói đó tay thì bóp cổ và cứ lặp đi lặp lại suốt như vậy đó anh mày giết tao tao giết cả họ nhà mày à Trời ơi, ngay lúc này đó, bà Tám, bà... Thật sự là bà rất là hoảng sợ luôn rồi nha. Thì lúc này khoảng cỡ 30 giây sau bà mới bình tĩnh được. Bà mới niệm kinh và đây mình xin nói trước là đây là nhà này là nhà cả dòng họ là theo bên đạo công giáo mọi người. Thành ra là mới đọc kinh cầu nguyện mới mượn danh của cha của chúa gì đó. Thì lúc này đó là cái 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 chị Lan cái cô Lan đó cổ mới buông cái tay ra và cổ mới đẩy đẩy bà tám rớt xuống võng trở lại không phải là sợ đâu nha mọi người nha giống như là khi đọc kinh xong bắt đầu là mới đẩy ra xong rồi còn còn kiểu như là còn hước lại một cái nữa kiểu như nè hư à còn hư lại một cái xong mới đẩy ra bắt đầu là đi lẻ 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 đi xuống sông biến mất tiêu trời ơi bà tám bà sợ vô cùng tận mà bà tám thì từ đầu tới đôi là bà tám không có hề biết cái câu chuyện mà ông năm giết cái cái bà lan như vậy là chỉ một mình bà cố và thêm vợ vợ chồng của ông tư biết thôi đó mà vợ chồng ông Tư thời điểm này cũng là đi lập nghiệp chỗ khác luôn rồi Nói chung là không có ai biết cả Sợ quá đi bắt đầu là mới chạy qua nói với bà cố quá Nói ở ừ, má ơi má ơi Sao tự nhiên hôm nay con thấy ma da rồi Nó hiện lên Tại vì từ dưới nước mà dưới quê thì thấy ai mà dưới nước đi lên là toàn gọi là ma da không à đó mà gia nó hiện lên nó bóp cổ con nó kêu con là hả tự nhiên á anh anh mình rồi anh con giết nó rồi nó 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 giết cả dòng họ nhà mình ủa mà trong nhà mình thì làm gì có ai giết người đâu má sao kỳ vậy má anh con là ai không lẽ ông ba hay ông tư không lẽ ông năm trời hay ai trời mà sao tự nhiên giết người là ai giết nói tùm lum tùm la hết trơn nhưng mà bà cố giấu bà cố đâu có dám nói ra đâu mọi người cũng im á ờ bay ơi nhiều khi ở, ở bay nằm giống rồi bay ở, nằm mơ giữa ban ngày hay là ai biết cái gì tao đó giờ có gặp gì đâu à gái nói nó giảm nó tránh đi chỗ khác nha rồi đó là sự kiện đầu tiên à bà tám là một cái người khởi đầu sau đó còn những cái hình như những cái hiện tượng khác nữa chỉ mới qua ngày hôm sau thôi lúc này là ông út à ông út trong gia đình nha ông này thì ổng cũng uh, có nghe có có nghe là bà tám bà kể lại vậy thì ổng ông này ổng sợ ma lắm nha ông này thì ổng rất là sợ ma nhưng mà do là ổng là đàn ông trai mà à, ngày bắt đầu là nghe bà tám kể lại bắt đầu trời ơi bà ơi mệt quá chắc bà già bởi Bà, bà bà chị tôi bà kể ba cái chuyện ma chuyện cỏ bà làm với tôi còn nít gì bà hù tôi hả à, sợ mà cái miệng nói vậy đó là vừa mới qua ngày hôm sau thôi cũng chập chạng vào cái giờ đó cái giờ khoảng cỡ bốn năm giờ chiều đó ông mới tính ông trong nhà ông tắm rửa xong rồi ông tắm rửa ông chảy chút rồi đầu bóng lưỡng rồi tính ra ngồi cà phê uống cà phê nói chuyện tán dốc với bạn bè kiểu kiểu như vậy ông vừa mở cái cửa thôi thì nhạo mốt là kế bên nhà của bà tám luôn nguyên dòng họ ở trong sớm như vậy mà thì ổng mới vừa mở cái cửa ra thì ổng thấy rõ ràng lại là bà lan nhưng mà ổng không biết bà lan là ai ổng chỉ kể lại là à, là một người phụ nữ mặc cái quần lãnh mỹ a đen ở à, cái áo bà ba màu hường hả à, rồi tóc bù xù con mắt trợn trắng lên vậy đó lướt thiệt là lẹ từ nghe mé sông À, từ ngay bờ sông tới bờ sông từ bờ sông tới cửa cũng phải là hai ba chục mét gì đó mà lướt một cái dù nó lẹ lắm mà hai ba mươi giây rồi, hai ba giây rồi mọi người lướt một cái dù tới một cái đứng trước mặt ổng rồi đó nghe một cái ạch là cái cổ Dịnh vô cái cái cái, cái tay dịnh vô cái cổ một cái bóp một cái rồi lại tiếp tục liên khúc đó nữa anh mày giết tao là tao giết cả dòng họ nhà mày cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy thì á ông út này thì ổng cũng có theo đạo ổng cũng có thường đi nhà thờ nhưng mà do ổng nhát quá mà mọi người ổng vừa gặp mà nói được một câu hai câu thôi là ổng cái bụp cái là ổng xỉu ngang luôn à ổng xỉu như vậy cho tới tối đó vợ ổng đi mần về đi làm về đó đi làm gì thấy ổng xỉu như vậy mới ừ là mới hô hoáng lên người nhà mới đưa mới chạy qua bắt gió rồi cạo gió này nọ luôn thì ổng mới tỉnh lại nhưng khi ổng tỉnh lại là ổng không nói chuyện được luôn ổng cứ u a u ớ u, -a, u, -a, u -a. mà ổng cứ chỉ ngoài sống kia ơi ơi ổng cứ nói vậy không mà và thêm một cái nữa ổng bị liệt một cái tay trái và liệt một cái chân trái luôn liệt nửa bên như vậy luôn đó mọi người À và nằm mấy tháng trời tao đó thuốc nam thuốc bắc thuốc tây rồi ngày xưa còn có hay gọi là cứu đốc tờ đó à nhà có tiền thì đó là cứu đốc tờ ở tỉnh xuống đó mà xuống cỡ nào cỡ cũng không hết là không hết thậm chí là kêu thầy kêu bà tới luôn làm bùa làm phép cũng không hết luôn ba bốn tháng sau thì bắt đầu ổng mới nói chuyện lại được nhưng mà tay chân vẫn còn liệt 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 mày là coi như liệt cả đời luôn đó ổng mới nói chuyện lại được ổng mới kể lại vậy 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 đó thì ngay lúc này nha thật sự bà cố thương con quá đi trong nhà bà cố thương ông năm nhất À thành ra là cũng lại tiếp tục giấu nữa Ủa sao kỳ vậy ta Sao rồi đó giờ nhà mình có gì đâu Mà anh mấy mấy đứa anh bay Ví dụ như năm này nọ tư đâu có ai giết người đâu Sao ngộ kỳ vậy À là cũng cứ gắng cố gắng giấu như vậy Nhưng cây kim trong bọc lúc nào cũng sẽ phải lòi ra thôi Khoảng cả 2-3 tháng sau Lúc này là tới ông Năm Ông Năm đó Năm đó thì ông Năm ông cũng đã khoảng cỡ Như hồi nãy mình nói là khoảng cỡ bốn mấy được 50 tuổi rồi bốn mấy năm mươi tuổi mà những người miền tây mà người ta hay làm lụng này nọ đồ khỏe lắm mọi người ơi khỏe lắm ví dụ như điển hình như là ông dương minh sơn mà 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 kể chuyện mai dương minh sơn mình đó của, của một bạn mình đó thì bây giờ ông đã sáu mươi mấy tuổi rồi mà bây giờ ông vẫn còn phơi phới ông ngồi ông kể chuyện được bình thường đó là kiểu như vậy nhưng mà tự nhiên bây giờ đâm ra bắt đầu là bị lãng nha hay ngồi hay đi đây nói chuyện một mình nha rồi lâu lâu lại leo lên trên nóc nhà à leo lên trên nóc nhà xong rồi dở mấy miếng ngói ra quăng xuống đất cho nó bể hết ở đây bắt đầu kéo ổng xuống là qua ngày hôm sau thấy ổng mất tiêu là biết rồi xong ổng lên nóc nhà rồi đó. Mà 11 12 giờ trưa mà ổng lòi trên nóc nhà ổng ngồi ổng nói chuyện với mình vậy đó. Còn ban đêm mới ghê. Ban đêm là ổng gom hết mấy cái đũa rồi đũa ăn mình đó. Ổng gom hết đũa trong nhà bắt đầu ổng đi từng cái cái chân giường này nọ đồ ha. Bắt đầu ổng cầm cái búa ổng đóng cái 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 cái, cái đũa đó ổng đóng xuống như nè, ổng vừa đóng ổng nói nè, cho mày chết. Này. Cho mày chết nè. Cho mày chết nè. Mà ổng nói nhỏ, nhỏ 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 mọi người, cho mày chết nè cho mày chết nè cho mày chết nè à, thì lúc này đó nha bà cố bà vẫn còn giấu à cả nhà bắt đầu là mới lôi ổng đi lên trên nhà thờ để cho ổng xưng tội cả nhà cũng nói ừ là chắc do ổng là bị cái nghiệp hay là bị cái gì đó bây giờ chắc lên xưng tội là hết nhưng khi mà đi lên xưng tội đó nha thì lúc này là cha nói là cái tội của ổng không có xưng được à tội của ổng rất là lớn không thể nào xưng tội được và cha cũng không có tiết lộ luôn Không biết vì sao mà cha cũng không có tiết lộ luôn Nhưng mà theo như mà cái câu chuyện này À cái chị 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 Lê này chị nói đó Ở bên đạo công giáo cái tội Có nhiều tội không tha thứ lắm Và trong đó có một trong những tội đó là tội giết người À khoảng cỡ ba bốn ngày sau thôi lúc này ổng từ nhà đó nha ổng giống như là ổng bị nhập hay sao đó thì không biết ổng chạy từ nhà ổng chạy đâu ngoài nhà thờ ổng đứng trước cửa nhà thờ nha bắt đầu ổng mới la lên ổng tự ổng xé quần xé áo rồi ổng cào đầu cào tay rồi ổng nói cha ơi con giết người cha ơi con giết người cha ơi con giết người và ổng cứ la làng la sớm lên như vậy à thì lúc này nè mọi chuyện mới đổ bể lúc này là bà cố mới ra mới kể lại cho gia đình nghe là ngày xưa ông năm ổng đã giết bà lan như thế nào à rồi cứ tưởng đâu là ổng đi à là ổng sẽ đi đầu thú hay sao đó à và sau này có một thời điểm nha lúc này là ổng nửa tỉnh nửa mê mọi người khi mà ổng tỉnh như vậy ổng hối hận vô cùng ổng luôn miệng ổng nói với những người nhà trời ơi chắc là tôi chết rồi tôi sống hết nổi rồi nó quay lại nó báo thù này nọ rồi mới kể ra cái câu chuyện là ổng không có đi đầu thú mà ổng bỏ cái bao bố đó xuống dưới sông mà dìm xuống dưới sông như vậy à cả nhà lúc này nha rơi vào trong cái nỗi sợ và chỉ trong vòng hai ba năm trời thôi tất cả mọi người trong gia đình ta nói là bị quả báo toàn bộ hết mà nói nhiều chi tiết mình kể ra thì nó rất là lê thê mình chỉ tóm tắt như thế này nè. Ai đó mà còn trai trẻ thì tù tội mà một khi vô tù là án 10 năm 15 năm cho tới chung thân tử hình không. Nội mà tử hình xong nha chị 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 Lê chị nói nội mà tội tử hình không là gia đình chị cũng phải là ba bốn người. Đó mà những cái người mà bị tử hình nếu đúng ra đương nhiên thì họ phạm tội này nọ rồi họ mới bị phải là phải tử hình đúng không? Nhưng mà trước đó họ là một cái người rất là hiền mà không hiểu sao bạn bè rủ rê hay sao 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 đó là toàn là tử hình. Rồi á phụ nữ á, thì bắt đầu á là xin nói xin lỗi chứ là bị hiếp dâm bị cướp cổ này nọ đồ ha rồi bị chồng bỏ rồi bắt đầu là cờ bạc rồi đi tù này nọ rồi tùm lum tùm la hết À, rồi những cái đứa nhỏ đó thì bắt đầu là bị tai nạn chết dưới sông chết bờ chết bụi là nó nó tùm lum nó rất là nhiều chỉ nôm na như vậy mọi người biết mà ở dưới miền tây một khi mình đã dùng cái chữ dòng họ rồi có nghĩa là không dưới năm người đúng không bà, bà cố đẻ ra ông ngoại ông ngoại đẻ ra mẹ rồi mẹ đẻ nói chung là mỗi một thế hệ như vậy mà đẻ tầm khoảng cả năm người con thôi là cộng là một cái một thôi là cũng phải là năm bảy người đúng chưa mà cho tới hiện tại bây giờ những người còn sống chỉ đếm được ở trên lòng bàn tay thôi là khoảng cỡ 10 người tới mười mấy người thôi. Là chỉ còn cỡ đó trong khi đó cả một cái dòng họ là bảy tám chục người gần cả trăm người luôn đó Tính là những cái người họ xa luôn nữa. Ai mà họ trương là đều bị nạn hết. Và cho tới thời điểm bây giờ chỉ còn quanh đi quẩn lại còn khoảng cỡ mười mấy người thôi. Tất cả những người đó đều bị trả báo hết. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Tới bây giờ á, để mà nói có một cái cách nào đó để đứng ra trị hay không hay là có cúng kiến gì hay không á, thì chỉ nói là không tại vì á, gia đình thì cũng bên đạo là cái thứ nhất nè cái thứ hai á, nói cúng thì cũng không biết cúng cái gì đã từng chứ đã có những người kêu thầy kêu bà này nọ đồ ở trong những cái chi trong họ đó mọi người trời ơi nói chung là dòng họ rất là phức tạp và nó dài lê thê kể ra không không biết đường nào kể đâu nhưng cũng có những người kêu thầy pháp tới à cũng không có dưới ba bốn người đâu nha mà cứ tới như vậy là thầy Pháp lắc đầu không nói được Ác quá Cái tội nghiệp này là cái nghiệp này nó rất là ác rồi Không thành ra là mấy ổng bó tay Mấy ổng không có chịu làm Mấy ổng còn bỏ đi không Đó rồi sau đó mới dẫn tới một cái kết cục như vậy Cái lý do tại sao á Mà cái chị Cái chị pha lê này đó chị vẫn còn sống cho tới bây giờ để mà kể chuyện lại thì chị này chỉ là pha lê trần có nghĩa là chỉ chỉ, chỉ là họ trần à chỉ là bên ngoại đâm ra là chị không có mang họ trương chứ thật sự nếu chị nói á nếu mà chị mang họ trương chắc tới bây giờ mọi người cũng không có chuyện để mà kể luôn nữa rồi thì cái câu chuyện nó ngưng ở đây nhưng cái này là bên ngoài lề một chút xíu mình nói lý do tại sao cái cái cô lan đó cổ lại báo thù cả dòng họ có nghĩa là cái quyền lực của cổ cổ mạnh tới nổi như vậy cái này à, theo như cái sự hiểu biết hạn hẹp của mình thôi nha. Ngày xưa đó mình có từng đọc được những cái tài liệu nói về những cái người mà họ đi uh, buôn lậu như vậy đó mọi người. Từ trước những năm 75 nó đi buôn lậu như vậy. Thì thường á là những người nào mà chuyên nghiệp rồi nha, kiểu như là tay con này nọ nhỏ lẻ thì mình không nói, nhưng mà những người chuyên nghiệp rồi đó, đi buôn mà đi buôn dữ rồi đó là thường họ sẽ đi gặp thầy. À những người thầy người Hoa cũng có rồi, những người thầy Khmer cũng có rồi, thầy Campuchia là rất là nhiều họ mới sinh được những cái đạo bồ nó giống như là một cái loại ngải vậy đó họ bỏ vào trong người để có thể là không có bị bắt nè rồi á hụng bờm xuôi gió hơn nè rồi bắt đầu là ngải nói để mà nói chuyện với người ta ngã giá này nọ độ nó dễ dàng hơn nè, đó. đó thì trong cái giới đó thì cái chuyện mà 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 nuôi ngải trong người là cái chuyện nó không có xa lạ thì chắc có thể là khi mà bà lan bà bị ông năm giết như vậy ổng bà, bà có nuôi ngải ở trong người cái này mình nói là có thể thôi nha tại vì trong câu chuyện thì chị này chị không có nhắc tới mình chỉ xen uh, vào cái kiểu như là cái kiến thức mình biết thôi thành ra là có thể như vậy thành ra là bà lan bảo mới trở thành một cái một cái quỷ một cái con quỷ một cái con ma để mà hiện về để mà báo quán cả một cái dòng họ của ông năm là như vậy đó ha mọi người ha rồi đó chỉ là một cái một cái ví dụ mà mình uh, cái kiến thức hạn hẹp của mình thôi nếu mình sai thì mọi người có thể là chỉnh sửa giúp mình ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nha mọi người bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai đương nhiên qua cái câu chuyện thứ hai rồi mình xin phép mọi người khoảng cỡ 10 giây thôi đúng 10 giây mình quảng cáo mọi người bắt đầu đếm nha rồi đây là cái sản phẩm là khô cá thiều để dành cho những bạn nào mới vô chưa biết là mình có bán thêm khô cá thiều nha mọi người nha thì đây là mà mình làm ra từ những cái con cá thiều nó rất là mập mạp và nó rất là ngon luôn thì kèm theo hai bịch tương ớt nữa một hũ như vậy là giá 135 trăm ba một hũ mọi người muốn mua có thể là vào trang ăn vặt vũ mập com để đặt hàng giúp mình đảm bảo rất là ngon rồi ha đúng 10 giây ha mọi người ha cảm ơn mọi người rất là nhiều bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo cái câu chuyện tiếp theo này là do một bạn có cái tên là Trần Minh Châu. Bạn này bạn đã gửi về cái zalo cho mình và bạn sinh năm 1992, lớn hơn mình vài tuổi ha. Thì à, câu chuyện này nó xảy ra vào cái ngày 14 tháng 10 ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 2015, cách đây thì cũng đã 6 năm rồi. À, thời điểm này thì bạn có làm cho một cái công ty vận chuyển một cái công ty à, kiểu như là những cái xe 50 chỗ để mà vận chuyển à, khách khứa này nọ đầu đó thì cái tuyến đường ở à, Sài Gòn Đà Lạt à, Sài Gòn Bảo Lộc Sài Gòn Đà Lạt rồi Sài Gòn Nha Trang đây là một cái à, công ty à, cũng khá là tên tuổi nhưng mà thôi chắc chắn là mình phải phải giấu tên để mất công mọi người à, <laughs> nó có nhiều chuyện xảy ra lắm à, thì à, bạn này thì bạn làm cái nhân viên là thu tiền và bán vé thôi thành ra là không có đi đâu cả nhưng vào cái ngày 10 cái ngày đó thì người ta rất là hạn chế ra đường thành ra là có rất là nhiều nhân viên xin à, nghỉ cái ngày đó thành ra không còn nhân viên điều xe nữa không còn nhân viên để mà lên thu tiền vé kiểu kiểu như vậy đó thì bắt đầu là à, bên công ty đó bắt đầu là mới nói bạn mới nhờ bạn à, trả lương rất là cao ha để mà nhờ bạn đi chung với một cái anh tài xế à, anh, anh tài xế anh tên là lâm ha mới đi từ sài gòn đi lên trên cái trạm ở bảo lộc đó à, để mà quay bắt đầu rước khách xong rồi quay đầu về sài gòn rồi thì ok thôi anh bạn thì bạn lúc đó bạn nói thì bạn cũng không có tin mấy vô cái chuyện tâm linh đâm ra thì cái chuyện mà trời ơi rằm tháng 7 này là ngày cô hồn vậy đó là coi như bạn không có để tâm tới nhưng sau cái câu chuyện này tới bây giờ bạn rất là tin luôn rồi thì bạn lên xe lúc mà cái tuyến đi đó từ sài gòn lên 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 trên lên trên bảo lộc là không có khách nha đi xe không thôi đi lên trên trên đó xong rồi thành ra là đi xe không là xe nó nhẹ là cái thứ nhất cái thứ hai vào cái ngày đó thì đa số người ta hạn chế đi ra đường đâm ra đường nó cũng vắng vẻ đi lên trên bảo lộc là coi như là sớm hơn dự kiến khoảng cỡ một tiếng mấy đồng hồ lúc này tới đó theo như bạn nói á cái trạm này cái trạm mình gọi là cái trạm dần chân cái trạm dần chân như mọi người nha cái trạm dần chân này đó bây giờ nó làm rất là lớn và xe cộ đông đúc rồi dân chúng này nọ tới lui rất là nhiều nhưng mà vào thời điểm 2015 đó cái trạm dần chân này đó nó chưa có được xây lại thành ra là nó rất là cũ kỹ là cái thứ nhất nè cái thứ hai á cái miếng đất đằng sau để mà cho xe 50 chỗ đậu á nó rộng thênh thang nó rộng kiểu như giống như là cỡ hai cái sân bóng đá vậy đó, nó bự tới nổi như vậy đó à. Rồi thì khi mà xe tới như vậy thì đưa vào trong bãi để mà đậu á, thì le que đâu khoảng cỡ có 2-3 xe mà trong cái sân nó bự trà bá lửa như vậy. Có 2-3 xe đậu thôi. Lúc này á, ông tài xế ông nói đó, ờ à, bây giờ đó là khoảng cỡ 11 giờ thì khách khứa nó mới lên mới chuẩn bị là đi. Thôi bây giờ là mình còn khoảng cỡ tiếng mấy nữa, đóng cửa lại đi khóa cửa lại mở đề máy xe là mở máy lạnh chút xíu cho nó mát rồi á mày mày coi châu mày coi mày tranh thủ mày dọn dẹp bắt cái hàng ghế rồi đi đó rồi á, xong hết rồi nằm ngủ chút xíu đi ngủ được tiếng thì đỡ hơn tiếng hồi còn quay đầu về sài gòn nữa ok bắt đầu dọn dẹp thì khi mà dọn dẹp xong như vậy mà nói ờ ừ, chú ơi xong rồi con dọn dẹp xong hết rồi thì ông này ổng mới bấm cái công tắc là ổng tắt hết nguyên một cái vàng đèn ở trên xe luôn là trên xe nó tối thui nó chỉ còn những cái đèn mọi người biết mà xe năm chục chỗ nó có những cái đèn bảy màu đó mọi người đèn màu xanh đỏ tím vàng nhìn nó rất là ấm cúng á à, là mới mở cái đèn đó kiểu như là nó dạ dạ chút xíu thôi rồi thì ông tài xế ổng mới đi xuống cái ghế gọi là cái ghế 1 a cái ghế này là cái ghế đằng sau lưng cái ghế tài xế ổng nằm đó ông ngủ còn bạn này tánh bạn châu á bạn ngủ bạn hay lăn đâm ra là bạn đi xuống với cái phía ghế cuối cùng những bạn nào mà đi xe đi xe giường nằm thì biết rồi đó cái phía cái, cái ghế cuối cùng nó rất là rộng nó nguyên một cái giường bự vậy nè mới nằm ở đó ngủ cho nó đã mới vừa leo lên thì nói chung là cũng rất là mệt người lần đầu tiên mới ngồi xe kiểu đó mà nó mệt người lắm nằm xuống khoảng cỡ 5 phút thôi là bắt đầu là chìm vào giấc ngủ đang ngủ ngon như vậy nè thì bạn mới nghe được cái tiếng bước chân đi lên trên chiếc xe à nghe cái tiếng dép nghe lẹp xẹp lẹp xẹp lẹp xẹp như vậy thì bạn mới nói ủa xe này là mình hồi nãy là ông tài xế là ông đã khóa cửa rồi mà mọi người biết rồi xe năm chục chỗ thì chỉ có một cửa duy nhất thôi cái cửa lùa duy nhất thôi đã khóa cửa rồi thì làm sao mà 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 nó leo lên được vậy không biết ai lên vậy ta nhiều khi hành khách người ta tới sớm người ta muốn lên xe ngồi cho nó mát đó thì bạn mới mở mắt ra bạn dòm Thì trời ơi khi bạn mở mắt ra bạn dòm bạn thấy Bạn thấy là một cái người thanh niên đã mặc áo sơ mi quần riêng mặc dù là tối nhưng mà đủ để thấy đó nó mờ mờ và họ đang đi từ ở chỗ cái 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 cửa đó họ đi từ từ đi vô như vậy nè bạn tính bạn ngồi vậy nó ơi chưa chưa anh ơi 11 giờ anh hãy lên xe rồi 11 giờ 15 là xe khởi hành bây giờ anh đâu có lên xe được đâu mới có khoảng cỡ 10 giờ 20 hay 10 giờ rưỡi gì ha bạn tính là bạn ngồi bạn nói như vậy nhưng chỉ là tính thôi. Lúc đó cả cái cơ thể bạn nó cứng ngắt là coi như bạn bị đè. Trời ơi nó cứng khừ mà nó nặng trịch người bạn nói cái ngực của bạn nha nặng bạn thở không nổi luôn. Mà con mắt bạn bạn vẫn còn nhìn cái người đó họ đi tới đâu cái hàng ghế ở giữa khoảng cỡ hàng kiểu như ghế 8B hay là ghế 9B kiểu kiểu như vậy hàng giữa đó. Họ mới ngồi xuống như đó mới nằm xuống đàng hoàng luôn. À khoảng cỡ 5 phút sau thì bạn hết bị đè thì bạn vừa hết bị đè bạn vừa sợ ma và bạn còn vừa sợ cái ông kia ổng là ăn trộm nữa mới chạy tới đó thì khi mà chạy tới cái hàng ghế đó thì bạn không thấy ai hết trơn đó. mà nhìn lại cái cửa vẫn còn đóng luôn mọi người trời ơi bạn lại bạn hả bạn nói ông tài xế nói trời ơi anh lâm anh lâm ơi em 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 em, em chú lâm ơi chú lâm con mới vừa thấy ma này nọ đồ mà ông lâm kia ông đang ngủ kiểu như là ông ngủ ngủ mê đó mọi người ông kêu Ê, đang ngủ mình qua cỏ cái gì mệt quá Ôi, sợ thì, 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 thì nằm kế bên tao ngủ nè à rồi lại tiếp tục ừ thôi bây giờ biết sao giờ bạn này bạn lại nằm ở cái ghế 2 a có nghĩa là cái ghế đằng sau lưng cái ghế của cái ông tài xế ông đang nằm mới nằm ở đó vừa nằm xuống khoảng cỡ 5 phút sau là cũng rơi vào giấc ngủ thì vừa rơi vào giấc ngủ bắt đầu lại nghe tiếng bước chân nhưng cái lần này á, cái tiếng bước chân nó có vẻ là nó yếu đuối hơn, nó chậm chạp hơn. Lẹp, bẹp, lẹp, bẹp như vậy nè. Mở mắt ra nhìn thì lại cũng thấy nữa mà đó là một người đàn ông kiểu như là rất là già rồi. Bảy, tám chục tuổi hay sao mà đi cái tướng cà lụm khụm cà lụm khụm mà đi từ 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 từ, từ như vậy nè. Và thêm một cái nữa là đằng sau lưng cái người đàn ông đó có một cái cô gái không biết đẹp hay không thật sự tối quá không biết nhìn là có đẹp hay không chỉ biết là à, là mặc một cái đầm màu trắng rồi xong rồi tóc mà buông xỏ dài rồi kiểu như là tóc rồi bay bye 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 nhìn không thấy cái mặt mà chỉ biết là một cái cô gái chắc khoảng cỡ 18 đôi mươi hay là hai mấy kiểu kiểu như vậy nhìn cũng ước chừng như vậy thôi ông già đó thì ổng nằm kế bên bạn có nghĩa là bạn là ghế 2 a thì ổng nằm kế bên là ghế 2 b Đúng không? Còn cô gái thì nằm ở cái ghế là gọi là cái ghế 3C. Còn cái, cái ghế 3A chứ có nghĩa là cái ghế ở đằng sau lưng bạn luôn. Cả hai người đi vô nằm xuống hai cái ghế như vậy mà bạn không hề la lên được. Thật sự nha, lúc này là bạn biết là ma rồi đó. Tại sao vậy? Tại vì khi mà bạn vừa nghe tiếng bước chân bạn nhìn là bạn thấy ông già đó ông đi xuyên qua cái cửa mà. Chứ đâu phải là cái cửa mở ra rồi ổng đi lên thì nhầm, nhầm, nhầm khi thì mình còn nói là khách khứa được Nhưng mà cái này ổng đi xuyên qua cái cửa luôn mọi người ơi Thì biết là ma rồi Nhưng mà la không có được Giống như là họ mỗi lần mà họ xuất hiện như vậy là họ họ cử một cái người nào đó Hay là họ dùng một cái thế lực nào đó họ đè một cái ạch một cái là coi như là bạn cứng ngắc người đó Bắt bạn phải chứng kiến họ đi lên xe vậy 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 đó thì ngay lúc này nha bạn nói hên cái là cái bàn chân của bạn chỉ đúng cái bàn chân nha chứ không phải là nguyên cái chân là từ mắt cá chở xuống nó cái bàn chân là nhúc nhích được nha bạn nói bạn đạp thiết là mạnh vô trong cái lưng ghế à, xe giường nằm mà thì ng ng ngay cái chỗ chân bạn là cái lưng của cái ông tài xế đó bạn đạp canh 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 như vậy nè ông tài xế ông bực quá đi bắt đầu ông ngồi vậy, ông chửi ùm lum lắm mày để tao tài xế để tao ngủ chút xíu tao còn quanh đầu sài gòn chửi âm um, sùm hết trơn thì nhờ cái tiếng chửi của ổng nha bình thường bạn nói ai chửi bạn bạn ghét lắm mà bây giờ hả ổng đó ổng chửi bạn mà còn cảm ơn nữa nhờ cái tiếng chửi của ổng thì bạn bắt đầu bạn mới bật dậy được thì khi bạn bật dậy một cái là cái việc đầu tiên bạn quay qua bạn dòm ông già bạn dòm cô gái thì không còn thấy đâu nữa dòm lại cái cửa là cái cửa vẫn còn đóng luôn trời bạn nói nó trời chú ơi chú con nói thiệt với chú luôn con thấy lần này là lần thứ hai rồi con thấy tổng cộng là tới ba con ma nó leo lên trên xe của chú nha Nó nằm kế bên con này Nó kể 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 lại con thề với chú luôn Con mà nói con mà nói dốc nha ra đường xe nó cán con chết Đó thì khi mà bạn này bạn nói cái kiểu mà cái thái độ quá thành thật đi Thì ông đó ông mới tin ông nói Ông, ông mới nói một cái câu như vậy ông nói lấp lửng như vậy nè nó thiệt hả ta sao tao cũng nghe nhiều người nói lắm á tao cũng nghe nhiều người nói về chiếc xe này lắm đó mà tao đâu có tin đâu à, thôi, thôi, ông nói tới đó thôi à ông nói lấp lửng vậy thôi à cái bắt đầu xuống xe thôi hai bắt đầu hai chú cháu xuống xe mới đi te re ra ngoài chỗ cái phòng bán vé đó mọi người ngồi ở đó thì có một vài cái bạn thu ngân còn còn ở lại đó mới ngồi ngoài đó thì khi mà ngồi ngoài đó chút xíu đó bắt đầu là mới đem cái câu chuyện đó kể lại cho cái bạn thu ngân nghe thì kể lại xong thì bạn thu ngân bạn cũng kể luôn bạn nói đó thì em thì làm ở đây cũng được mấy năm rồi thì em cũng nghe cái người những cái người ví dụ như cái bà bán nước mía ngoài đầu đường nè bà có kể đó là 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 trước khi mà 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 công ty về đây mà mua lại miếng đất này để làm cái bãi đậu xe chạm dần chân đó thì à, lúc đó thì có một cái căn nhà hoang cái căn nhà hoang đó là ở đằng sau cái cái chỗ bãi đậu xe đó mà bây giờ thì đập bỏ rồi nếu mà nhìn kỹ là còn thấy những cái cột móng còn ngoài đó đó thì cái nhà đó nghe đâu á là của cái ông già ổng chỉ giống như là con cái ổng rồi á cũng đi nước ngoài hết làm sao rồi gửi tiền về chu cấp cho ổng đó rồi không có ai thăm hỏi thăm gửi hết trơn thì ổng chết già chết neo đơn trong nhà không ai biết cái rồi sau đó là có thêm hai người chết nữa là anh thanh niên anh bị tai nạn và một cô gái là cổ tự tử do cổ thất tình gì đó nhà cổ ở trên đà lạt đó thì cổ thất tình cổ buồn quá cổ mới xuống bảo lộc nè rồi xong rồi cổ vô căn nhà đó cổ thắt cổ tự tử nhưng mà cái chuyện mà anh đó anh chết trước hay là cô gái đó cổ chết trước thì không ai biết chỉ biết là tổng cộng trên miếng đất này có ba người chết một ông già một người thanh niên và một cô gái ba người này đều không có liên quan gì với nhau cả à chỉ là chết cùng một chỗ và cũng có những người người ta trương người ta truyền người ta đồn đó người ta nói là do ông già này chết đâm ra là ổng mới kéo theo cái anh thanh niên đó chết rồi anh thanh niên này ảnh chết rồi à, hai ông ông già và anh thanh niên mới kéo cô gái này chết theo nói chung mọi người chuyện ma mà nghe rồi bắt đầu là là tam sao thất bản một đồng mười mười đồng trăm là thêm mắm dặm muối chẳng biết đường đâu mà lần nhưng chỉ biết chính xác được là có ông già, có cô gái và có anh thanh niên chết ở trên miếng đất đó. Nhưng mà rồi đó, cái cái bạn lại cái bạn thu ngân này bạn cũng có nói nó ủa mà sao ngộ vậy chú Lâm với lại anh Châu. À, em làm ở đây cũng mấy năm rồi thật sự thì trời ơi ở đây công ty ở bên công ty người ta cúng kiến dữ lắm em nè em là cái người em đi mua đồ cúng chứ bộ. mùng hai mười sáu rồi em cúng đầy đủ mà thật sự tới giờ là em chưa có nghe tài xế nào mà mà nói cái chuyện đó hết trơn đó Hôm nay là lần đầu tiên là là là, là 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 nghe chú Lâm với lại Châu nói thì em mới biết cái chứ. Chứ đó giờ em đâu có thấy tài xế nào hù đâu. À rồi bắt đầu lúc này thì hai chú cháu cũng dòm như thôi chứ biết làm gì giờ. Lúc này tới khoảng cỡ 10 giờ kém 15 là bắt đầu 11 giờ là khách lên đó nha. Lại bắt đầu tới đó đề máy lên sẵn cho có máy lạnh rồi cũng lao dọn sơ sơ chút xíu nha để mà đợi khách lên. Rồi 15 phút sau đó, khách lên đầy đủ hết bắt đầu là khởi hành quay đầu chạy về Sài Gòn. Thì khi mà xe chạy rồi đó thì bắt đầu là bạn này bạn mới đứng lên bạn cầm cái sắp vé bạn tới để mà bạn thu tiền rồi bán vé y như mọi người à, đi xe buýt công cộng ở Sài Gòn kiểu vậy đó. Thì bắt đầu lúc này bạn bán xong hết rồi thì bạn mới đếm lại cái cùi. À bạn mới 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 đếm lại cái cùi đó là bạn đếm 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 ra là bạn đếm được là mình bán được 35 vé. À mình bán được 35 vé nhưng mà rõ ràng hồi nãy khi mà đi lên như vậy đó là mình đếm lúc mà bạn ngồi bạn ngồi cái ghế mà ghế lơ đó mà bạn đếm lên như vậy bạn đếm được là 36 người. Mà tại sao bây giờ mình bán được có 35 vé, còn một người nữa, còn một người nữa chưa có bán. Thì ngay lúc này đó bạn mới tại vì lúc này 11 11 giờ đêm rồi, khách người ta lên trên xe là người ta nằm, người ta chùm cái mền, người ta ngủ hết trơn à, thành ra là bạn cũng ngại kêu bạn mới đứng bạn đếm. Bạn đi từ đầu tới cuối bạn đếm mà bạn cũng không có dám mở đèn, nhiều khi là hành khách người ta tỉnh giấc nữa, để cái u ui, ui, ui như vậy đó, bắt đầu là bạn mới đi đếm. Bạn đếm từ đầu tới cuối luôn nha, bạn cũng đếm ra 35. Bạn nói Ủa sao kỳ vậy ta? Hồi nãy mình đứng ở dưới mình đếm ra 36 người, mà tại sao bây giờ bán được vé 35 mà mình đếm được thứ hai lúc này là xe di chuyển rồi mà chứ đâu phải xe đậu mình nói là ừ, có người bỏ xuống không phải bây giờ xe đang chạy bon bon trên đường mà sẽ đếm tới đếm lui bạn đếm ba lần cũng đúng là 35 người trời ơi bạn nói bạn sợ và bạn lên bạn nói với ông tài xế nói chú chú hồi nãy lúc mà khách lên nó chú có ngồi chú đếm phụ con không chú nói ờ ừ, tao tao đếm được 36 người nói trời trời chú ơi sao giờ con đếm trong cái cùi vé con con bán được có 35 vé hà mà con đếm tới đếm lui hồi nãy giờ cũng có 35 người hả à, chú sao kỳ vậy chú đó ông này ông nói mày, 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 mày cơ, chắc là cái này cái kia nữa rồi đó thôi mày đừng có nói nữa để tao bình tĩnh tao chạy về coi đi cái đường này đèo bảo lộc rồi đồ ghê lắm về tới sài gòn đi rồi tính thì hai chú cháu đang ngồi kiểu như là không kiểu như là bạn này bạn là bạn ngủ nha bạn không dám ngủ luôn hai chú cháu ngồi kế bên nhau mà ngồi sợ như vậy đó <laughs> khoảng cỡ 15 phút sau tự nhiên có người lại dỗ dai vô bạn bạn châu như vậy là dỗ một cái bóp vô vai bạn châu giật mình một cái bạn thứ điều bạn muốn la làng luôn á bạn quay qua thì bạn thấy đó là một cái người thanh niên một người thanh niên bình thường không phải là ma cái người thanh niên này mới nói với bạn châu gì nói ủa anh sao anh không bán vé cho em trời ơi lúc đó ha ông lâm với bạn châu bắt đầu dòm 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 ủa là, là em nói sao nói trời ơi thì hồi nãy giờ em lên rồi em thấy anh đi bán vé cho người ta rồi rồi, rồi em cũng dơ dơ tay em kêu anh ơi bán vé cho em mày nọ đâu sau anh em còn thấy anh đi tới đi lui anh đếm tới đếm lui mà em ngồi ngay chân cái 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 chỗ mà cái cái ghế đó mà anh 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 không có bán vé cho em. Nói, ủa ủa em 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 ngồi ghế nào em? Nó dạ dạ em em ngồi ngay cái ghế mà cái ghế uh, 2B nè. Cái ghế đó là cái ghế mà chỗ cái ông già hồi nãy ông leo lên ông ngồi đó mọi người. Nói, em thấy anh đi tới đi lui em còn kêu tên anh em, em kêu anh anh ơi bán vé cho em, em kêu quá trời luôn mà anh không nghe. À trời lúc này cũng xé cái vé xong bán xong lấy tiền rồi nha, bắt đầu hai chú cháu ngồi rung. Có nghĩa là sao không biết á là cái anh thanh niên đó anh bị ma giấu hay là bạn Châu và ông Lâm bị ma che mắt thì không biết. Thực tế ra trên xe đó là có tới 36 người. À nhưng cái anh thanh niên kia không biết là bị ma giấu hay là bị che mắt hay sao thì bạn Lâm không bạn Châu không có hề thấy cái anh thanh niên đó luôn à, cho tới khi mà xe rời khỏi bảo lộc rồi đó rời khỏi địa phận bảo lộc rồi đó lúc đó cái anh thanh niên đó bắt đầu mới thấy anh thanh niên mới bán vé bình thường như vậy trời nó có rất là nhiều cái hiện tượng nó kỳ lạ và không giải thích nổi luôn ha mọi người ha sau sau đó về tới lại Sài Gòn xong rồi cũng trả khách xong rồi đó nha Xuống bắt đầu là hai chú cháu lúc này mới có thời gian nói chuyện nhiều nè Mới xuống mới ngủ uống cà phê trước cái chỗ mà cái trạm vậy đó mọi người nó trời ghê quá mày ha trời ơi tao lần tao tài xế mấy năm nay tao cũng nghe cái chuyện mà tài xế thì chuyện tâm linh rồi mới trên đèo mộ ba cô này nọ tao nghe nhiều lắm mà tao chưa có gặp nha bây giờ tao mới thấy là ha, chuyện ma cỏ này nọ là nó có thiệt à thì lúc này thì họ nói qua nói lại rồi bắt đầu bạn châu bạn mới hỏi nó ờ chú hồi nãy lúc mà con gặp ma đó thì chú có nói là cái gì nghe nói nhiều về chiếc xe này là, là làm sao chú nó ờ tao quên cái chiếc xe này đó là mấy cái thằng tài xế trong đây nè nó có nói là xe này nó bị một cái dớp rồi đăng báo luôn đó là ngay chỗ lúc mà ngay cái cầu đồng nai đó là xe này là có đụng bắt đầu gây ra tai nạn là chết ba mạng người và trong đó có một cái có một cái con chó nữa à giống như là xe là tống ba hay là hai ba xe gì không biết có nghĩa là xe này đã đụng chết người trong đó là có ba mạng người và một cái con chó rồi từ sau đó trở đi là cái xe này bị hành, bị quậy, bị phá rất là nhiều Tài xế ngủ bị kéo chân rất là nhiều Đưa ai cũng sợ hết trơn, không có ai dám nhận mà tao thì Nói thiệt với mày luôn là hồi nãy đó tao nghe mày kể xong là cái vụ mà 35, 36 rồi đó Thì tao mới tin là cái xe này bị ám đó Chứ lúc mà tao nhận xe này tao đâu có tin đâu Bởi vậy bởi vậy tao mới dám lấy tao đi Trời ơi xe đụng chết ba người mà tao còn dám đi mày biết rồi đó Thôi tới bây giờ chắc tao về tao trả luôn Tao không dám nhận chiếc xe này nữa đâu à thì rồi sau đó thì hai chú cháu cũng chia tay nhau và khoảng cỡ hai ba tháng sau thôi là bạn làm mà bạn cứ bị ám ảnh về cái câu chuyện mình vừa kể đó là ba tháng sau là bạn nghĩ luôn bạn không có dám làm trong đây nữa và cái ông tài xế uh, tên tên lâm ở đó ổng cũng nghĩ luôn ổng cũng không có dám làm luôn nữa do đó là không còn xe nào nữa mà cái lựa chọn cuối cùng do là ở bên chủ của cái công ty đó người ta thấy là ừ là ông này ổng dám lấy chiếc xe này ổng đi một lần rồi bây giờ ép ổng lấy đi luôn còn nếu bây giờ nói hết xe rồi à, Bây giờ nếu mà không có xe thì thôi chú ngồi không vậy đó Thì ngồi không thì không có tiền Còn nếu mà chú muốn chạy thì chú bắt buộc phải lấy chiếc xe đó Thành ra ông bị ép như vậy đó Ông nghĩ luôn, ông không có dám leo lên chiếc xe đó thêm một lần nào nữa hết trơn á À rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn hả mọi người ha Thì cái vấn đề về chuyện xe đường dài mà gặp mai gặp cỏ mà nhất là bảo lộc thì nó cũng không còn quá xa lạ nha đó thôi thì hôm nay mình xin phép mọi người chắc là mình kể nó hơi ngắn ngắn chút xíu Mọi người cũng hơi thất vọng nha Do là mình có bận một chút xíu công việc đó <laughs> Đâm ra là mình xin phép mình nghỉ sớm một chút xíu Mình hứa mọi người khi nào mà có thời gian thì mình sẽ kể nó dài hơn nha mọi người nha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe chuyện của mình Nếu thấy hay thì nhớ là chia sẻ giúp mình nha Để người ta có chuyện người ta gửi về Tương lai mình sẽ kể lại tiếp Và cái thứ hai nữa thì đừng quên là ủng hộ cái món khô cá thiều nha Đây cũng là một cái món ăn nó rất là ngon luôn mọi người tưởng tượng Khô cá thiều mà chấm với tương ớt mà ngồi nghe chuyện ma vũ mập Thì nó tuyệt vời không còn gì bằng luôn Những người nào mà đã từng ăn những món khác thì nên ăn thử đi Nói chung là những món mình bán ra nên ăn thử mỗi thứ một hộp Để mà đưa ra cái cái cái, cái bình luận là món nào ngon nhất ha mọi người ha còn riêng bản thân mình thì mình cảm thấy món này nó rất là ngon và mình cũng thường xuyên ăn cái món khô cá thiều này à, rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha xin chào mọi người